đẹp quá trời luôn em, một chiếc xe siêu chất. À, tầm tiền này anh em mình mua Toyota Corolla là hơn 100, nhưng mà Corolla lại rẻ hơn, thì giá bữa giờ để anh em mình 98, anh em giảm 10 triệu nha. Chó đèn green luôn, máy gầm cực kỳ êm, màu trắng ngọc trinh, đăng kiểm dài thòn luôn, dàn ghế mới, màn hình âm thanh nghe nhạc đăng kiểm dài. Đèn anh em thấy không đẹp không, xe là ngay chủ luôn anh chị nha. 88 triệu, bảo hành máy anh em mình chạy nửa năm luôn, đèn liền rất là đẹp anh chị nha. 2.0 phun xăng điện tử, tiêu hao nhiên liệu 100 cây tầm 7 lít, kính bấm trợ lực nhẹ tay, màn hình bản đồ đầy đủ luôn anh chị, đã không. Dàn ghế rất là đẹp nha, dàn ghế này anh em nhìn nè, đang giảm còn 88 triệu. Anh em mình không đủ tiền mua đúng không, anh em mình đưa em 70 triệu cho anh em nợ 18 triệu luôn, bao xài bao chạy bao chén bao đầu, ở đâu có chạy em Sơn làm miễn phí cho anh em chỗ đó. Đó, có bán góp, có bán nợ, có bán thiếu luôn. Rồi anh em mà xem được alo cho em qua số 0866 789 71 nha, cảm ơn anh em mình nhiều.